Ông Vũ chào anh chị em mình. Thì bữa nay là 28 tháng 6. Thì mình giới thiệu ba cây linh sam siêu bông cho anh chị mình xem ha. Tiếp theo nữa là những cái cây mà sau này mình đăng. Thì đây. Thì bây giờ có cái sự ngày hôm nay có sự thay đổi là có cái mã số A phía sau. Còn sau này là mã số C á, là mã số mà những cái cây phôi, cây cây tàn á, để mình biết. Nhiều khi mình đặt cái mã số nhiều quá đi rồi cái khi mà anh chị mình hỏi cây mình không có biết dạng à cái dạng này dạng bonsai là sữa một hai nước nè. Đó, còn mà dạng tàn thiên nhiên dành cho anh chị em mình mà tầm làm cảnh lấy bông lấy hoa là cái dạng mã số khác. Để cho mình biết cho mình phân biệt được anh chị em mình nha. Thì cái cây này là cây siêu bông, cái tuổi cây này rất là nhiều nhiều năm. Nó khoảng 7 năm anh chị em mình, cái gốc này già nó da nó trắng luôn nè. Đây. Thì cái cây ở phía dưới này thì nó cắt nó không có lên mục ha. Anh chị em mình có thể để như gì hoặc là lũa như thế nào đó thì đó là tùy tùy ý, cho nên là em ở đây em để nguyên em không có tác động tới. Cái này em giá là 1,5 triệu nha, bao ship. Cái này 1,5 triệu vì nó em thấy nó rẻ anh chị em mình. Nếu mà bà con mình ngại vấn đề ra lá thì ở đây người ta nó sẽ nuôi nuôi giùm cho anh chị em mình, chuyển khoản trước là em sẽ nuôi cho nó ra lá đầy đủ em sẽ gửi, còn không là sẽ gửi liền, gửi liền gửi liền là ra tới anh chị em mình ra lá luôn. Những chi cành này nó già, dây này nó mới sửa sửa ngược đầu dây nè, cho nên là anh chị em mình về để luôn khoảng mấy tháng sau nó mới xiết anh chị em mình, chứ không phải là như bài trước ha. Thì đây sắp tới là sửa tới đâu là đăng bán tới đó. Những cái cây mà mã số A này nè. Đó. Linh sam siêu bông ha. Dây mới sửa nha. Là sửa ngược dây lại cho nên là khuyết dây nó râu lắm mới khuyết. Giá của cây này là 1,5 triệu bao ship. Mã số 1A ha. Cái ngày em báo là ngày 28 tháng 6 nha anh chị em mình. Nha, lưu ý giùm em ha. Tiếp theo là mã số 2A, cũng là linh sam siêu bông. Cây này hai thân, hai thân là có duyên lắm bà con mình. Cây này em bán 2 triệu ha. Thì giá những cái cây mà em cũng nói lại cho bà con mình đó là thời gian sau nó sẽ thay đổi ha, đó, cho nên là tạm báo giá vài ngày vậy thôi, còn nếu mà anh chị em mình hỏi thời gian sau thì có thể mà lên tăng hoặc giảm nha, mình nói trước để cho bà con và anh chị mình chơi cây nó được vui vẻ ha. Chứ nhiều khi anh bà con mình câu déo vài tháng sau hay là cả tuần sau thì nó tình hình nó khác thì mình cũng không có báo giá y như cũ được nha. Cái giá này một giá 2A là 2 triệu nha, cây này rất là có duyên. Giá này cũng gọi là giá thanh lý ở bên vườn em bà con mình. À, này cây này rất là có duyên nha. À, hai cây, cây số 1A 1,5 triệu, cây số 2A là 2 triệu nha, có duyên lắm. Và em ép chậu nha. À, mình dở cây lên một con mình ha. Đó, cây bên em thì em xử lý bầu này kia bà con mình yên tâm ha. Nếu mà ai đã từng mua thì linh sam nó cũng dễ nha. Tiếp theo là mã số 3A nha. Thì cây này cũng là siêu bông nhưng mà bằng giá với cây 2A. Nó to hơn nhiều lắm bà con mình. Đó, cây này thì cũng thuộc dạng cây thanh lý thôi. Là giá trị nó khoảng 2,5 triệu á. À, khoảng 2,5 triệu bà con mình, nhưng mà mình bán 2 triệu mình bao ship. Anh chị em mình lưu ý nhìn trên nhìn xuống nha. Gốc rất là to. Cái tuổi cây của lô này là 7 năm, nhưng mà
Cây thì nhiều nhưng mà ít khi nào có những cái cây mà như vậy lắm, tại mà em làm số lượng nhiều em biết. Em làm số lượng nhiều cây già rồi này kia thì em biết, còn cảm nhận của bà con mình yêu thích hay không là chuyện khác. Mã số là 3A ha. Thì giá em cũng nói lại nha, cái số giá này nếu mà anh chị mình coi cái cây này thì nó cũng có sự thay đổi nha. Thời gian sau thì nó không có để một giá hoài, tội nghiệp em ha. Này, mật hậu bự lắm. Cái chậu này nó đồng giá với mã số 2A đó. Thì video là bữa nay lên là 3 cây. Còn những cái cây mà mã số trước á, bà con mình có coi thì có thể mình coi video trước số 60 gì đó ha, 57 đâu nè, thì nó không có mã số A B gì hết. Thì những cái cây này là đang ôm dây mà con mình về anh chị em mình tháo dây ra ha, rồi sửa lại. Thì lần sau bây giờ là em đang chuẩn bị làm từ từ lại. Nếu mà em tháo dây em sửa thì giá nó sẽ điều chỉnh lại, thí dụ như 700 thì nó sẽ lên 800 hay là 750 gì đó. Thì cái đó là khi mà sửa dây rồi em mới định giá được nha bà con mình. Có nhiều khi anh em mình thấy cái bảng giá à, sao mà hổm kêu kêu 700 rồi kêu 400 bây giờ nó lại tăng giá ha. Cái đó là cái chuyện cây mà nó thay đổi từng ngày nha. Thì vườn của em còn có ông anh ông hỏi là mấy cây mai chú Hỷ của em là anh chưa có vừa ý, em lựa những cái cây mà anh vừa ý nó đẹp đẹp hơn, nhưng mà em tìm cái số Zalo của cái anh bạn nó không có ra, cho nên là anh có, nếu mà anh muốn gửi hình ảnh Zalo thì anh phải cho cái số Zalo ha, cái tên, hoặc là anh nhắn tin cho em qua Zalo nha. Chứ giờ mình kêu Vũ gửi hình đó, rồi gửi qua Zalo mà cái số đó không có cập nhật Zalo thì không có được nha. Còn gửi kết bạn thì nhiều lắm, cho nên là em đâu có biết ai hỏi gì đâu ha. Thì thông báo cho anh bạn. Cái mai này mình nuôi lâu nè. Mã số 5A này, mã số 5A cũ nè. Cái này sau này mới sửa lại, tại vì cái cây này thì không cần có mã số mà nhìn hình cũng cũng biết giá ha. Nó khác. Ở vườn thì nuôi những cây thành phẩm, cây bữa nay Linh Sam thì nuôi lâu rồi này kia, bà con mình có theo dõi kênh của em á thấy thấy cái cây này ha. Nay cành nhánh nó lên to rồi nè bà con mình. Em nuôi cái nhánh này em cũng dựng đọt lên mà nuôi. Những cái cây này nó thì để mình tỉa đồ này kia, tới đâu rồi mình sẽ đăng lên cho bà con mình ha. Cây này bây giờ hồi nãy là 3A rồi, để mình ghi lại đằng vách đó, mình thêm cái mã số này cho bà con mình luôn nha. Thì cái mã số này mình đặt là mã số 44A đi anh chị em mình ha. 4A đây. Cây này nó rất là to, nó to lắm. Dáng nó cũng độc ha. To lắm so với những cái hàng kia nha. Cho mình lấy cái tay mình bóp cho bà con mình coi nè. Cái chậu này là chậu 4. Chậu 4 mình chị em mình. Cốt cành, cái đùi cốt phía sau là bà con mình thấy ha. Đây, cốt nuôi rất là to giật luôn. Thì mình đang định cái giá cái cây này thì thường nó là lỡ tên 10 triệu anh chị em mình. Ở trên 10 triệu. Nó khoảng khoảng 12 á. Anh cho bà con mình lưu ý ha. Cây này giá 12 ha, 4A giá 12. Em xin nhắc lại nha, đã xả dây. Còn một hai hai cọng như gì dàn khung thôi. Trên đây xả dây hết rồi. Đang xả đây, đang tỉa cho nó già. Đây là Linh Sam Song Hinh. Cây này thì
Em có rút dây nè, đi rồi cũng có người hỏi hay là để chơi gì đó. Thường thường những cây rút dây này thì cây mình thích ha. Em cũng có rút dây á. Nói chung là bà con mình lưu ý cái chuyện cây. Đây, cây này đường thân cũng độc lắm nha, mặt hậu đẹp, bây giờ không biết sao quay mặt hậu. Bên đây mặt nè, rồi ngang ngang ha, tại vì người ta nên cái đôn không có xây được bà con mình. Rồi 12 triệu nha bà con mình ha. Rồi xin nhắc lại nha, cái giá 1A này là 1,5 triệu nè, siêu bông. 2A là 2 triệu, 3A là 2 triệu đồng giá nha. Còn cây 4A là 12 ha. Thông báo cho bà con mình được biết nha.